Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua hoạt động của hai hãng hàng không giá rẻ EasyJet và Ryanair tại Tây Ban Nha tiếp tục bị đình trệ khi mà đại diện tổ chức công đoàn USO của Ryanair thông báo tiếp tục đình công thêm 12 ngày nữa. Các cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang bước vào mùa du lịch hè, ảnh hưởng đến nhiều hành khách và các hãng hàng không vốn đang đẩy mạnh tuyển dụng nhân viên để bù đắp nhân sự thiếu hụt sau dịch COVID-19. Đại diện công đoàn USO của hãng hàng không Ryanair cho biết, các đợt đình công mới trong tháng 7 sẽ diễn ra trong 3 đợt, mỗi đợt kéo dài 4 ngày tại 10 sân bay ở Tây Ban Nha. Thông báo cho biết sau 6 ngày đình công, lãnh đạo hai hãng hàng không vẫn bỏ qua yêu cầu của nhân viên và không đàm phán theo luật pháp Tây Ban Nha, buộc công đoàn phải kêu gọi kéo dài đình công. Những gì chúng tôi đã yêu cầu là Ryanair quay lại đàm phán, thương lượng một loạt các điều khoản như giờ làm, ngày nghỉ, lương thưởng, thăng chức. Chúng tôi cần một thỏa thuận toàn diện, chứ không phải là các điều khoản lẻ tẻ mà Ryanair đưa ra trong các cuộc đàm phán trước đây. Chúng tôi dự định tới Berlin và chúng tôi được thông báo rằng chuyến bay của chúng tôi đã bị hủy trong 2 tuần. Điều này thật vô lý vì chúng tôi chẳng nhận được email thông báo. Chúng tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đó, cuộc đình công yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc của thành viên phi hành đoàn của hai hãng Ryanair và EasyJet ở Tây Ban Nha, nơi có khoảng 1.900 nhân viên bắt đầu từ hôm 24 tháng 6 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 2 tháng 7. Chỉ riêng trong 3 ngày đầu đình công đã có hơn 200 chuyến bay đến và đi từ Tây Ban Nha bị hủy và gần 1.000 chuyến bay bị chậm khởi hành.